Phật tử đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng thì có 10 việc kỳ đặc chưa từng có. Những gì là 10? Phật tử đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng thì tất cả Như Lai 10 phương thế giới đều hiện ra ở trước, đều giơ tay phải mà khen ngợi rằng: "Lành thay, lành thay vô thượng đạo sư." Đó là việc chưa từng có thứ nhất. Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng thì tất cả như lai thảy đều hộ niệm ban cho Bồ Tát oai lực, đó là việc chưa từng có thứ hai. Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng thì các chúng Bồ Tát đồng tu đời quá khứ đều đến vây quanh đem đủ thứ đồ trang nghiêm cung kính cúng dường, đó là việc chưa từng có thứ ba đại bồ tát khi ngồi đạo tràng thì cỏ cây lùm rừng trong tất cả thế giới các vật vô tình đều kho mình thấp bóng hướng về đạo tràng đó là việc chưa từng có thứ tư đại bồ tát khi ngồi đạo tràng thì nhập tam muội tên là quán sát pháp giới sức tam muội đó hay khiến cho tất cả các hạnh của bồ tát đều được viên mãn đó là việc chưa từng có thứ năm Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng thì đắc được đà la ni tên là tối thượng ly cấu diệu quang hải tạng hay thọ mây lớn mưa pháp của tất cả chư Phật Như Lai, đó là việc chưa từng có thứ sáu. Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng thì dùng sức oai đức hiện ra đồ cúng thượng diệu, cúng dường khắp chư Phật trong tất cả thế giới, đó là việc chưa từng có thứ bảy. Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng thì trụ trí tối thắng đều hiện rõ biết các căn ý hành của tất cả chúng sinh, đó là việc chưa từng có thứ tám đại bồ tát khi ngồi đạo tràng thì nhập tam muội tên là thiện giác sức tam muội đó hay khiến cho thân của bồ tát đầy khắp ba đời tận cõi hư không tất cả thế giới đó là việc chưa từng có thứ chín đại bồ tát khi ngồi đạo tràng thì đắc được đại trí vô ngại ly cấu quang minh khiến cho thân nghiệp của bồ tát vào khắp ba đời đó là việc chưa từng có thứ mười phật tử đó là mười việc kỳ đặc chưa từng có của bồ tát khi ngồi đạo tràng phật tử đại bồ tát khi ngồi đạo tràng thì do quán mười thứ nghĩa mà thị hiện hàng ma những gì là mười đó là vì chúng sinh đời ác trược thích đấu tranh, vì muốn hiển bày sức oai đức của Bồ Tát mà thị hiện hàng ma, vì chư thiên người đời có kẻ hoài nghi, vì dứt nghi của họ mà thị hiện hàng ma, vì giáo hóa điều phục các ma quân mà thị hiện hàng ma, vì muốn khiến cho chư thiên người đời, kẻ thích quân trận đều tụ đến xem tâm được điều phục mà thị hiện hàng ma, vì hiển bày oai lực của Bồ Tát trên thế gian không ai địch nổi mà thị hiện hàng ma